Dạ Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân sẽ dẫn quý cô chú anh chị ra tham quan cây mai ở nhà chị của Ngọc Ngân. Thì cây mai này thì được ba chị uống sữa theo một cái cách mới quý cô chú anh chị. Thì cái cách truyền thống của mình hồi xưa khi mà mình uống mai á thì mình sẽ lấy cái sợi dây, mình sẽ quấn vòng cái cây mai. Thì khi mình quấn vòng như vậy á, thì nó sẽ xảy ra hai cái tình huống. Cái tình huống thứ nhất á, là khi mà mình làm càng lâu năm á, thì khi mà cái cây mình nó lớn lên á, thì nó sẽ bị xiết, nó sẽ bị lõm vô cái thân. Và cái thứ hai nữa là cây của mình nó sẽ dễ bị bệnh đốm hồng. Thì do đó là nhà vườn thì sẽ nghĩ ra một cái cách để mà sửa cây theo cái cách khác. Đó là mình dùng băng keo để mình quấn cái dạng như thế này. Thì ở đây thì cũng được rất là nhiều nhà vườn áp dụng hiện nay ở Bến Tre luôn á quý cô chú anh chị. Thì khi mà em quay gần cho quý cô chú anh chị xem á, thì khi mình quấn kiểu này nè, thì cái cây mình á thì nó sẽ vẫn vô dáng rất là đẹp và nó sẽ không có bị xiết cây, rất là đẹp luôn. Ở đây nè quý cô chú anh chị, thì tùy theo cây lớn nhỏ mà mình sẽ sử dụng dây chì lớn nhỏ và một cộng hay ba cộng. Ví dụ như cái nhánh này lớn đi thì mình cần tới 4 cộng thì mình mới có thể uống sữa được cái cây này. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về các loại mai con cũng như mai ghép thì hãy liên hệ với Ngọc Ngân. Thì nếu mà quý cô chú anh chị có cái cách nào để mà mình chăm sóc cây mai nè, rồi mình uống sữa cây mai, có những cái cách mới thì quý cô chú anh chị hãy chia sẻ với Ngọc Ngân nhé. Thì kênh của Ngọc Ngân thì chủ yếu là giao lưu với cô chú anh chị trên mọi miền đất nước để học hỏi những cái kinh nghiệm mới hay để mà chăm sóc cây cho nó khỏe nhất. Thì ngoài mai ra thì Ngọc Ngân cũng còn nhiều loại hoa kiển khác và những cái dòng cây giá trị kinh tế, ví dụ như là cây tùng, cây hồng ngọc mai và các loại cây ăn trái trong và ngoài nước. Quý cô chú anh chị hãy bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng.